Bayern không công bố cụ thể, nhưng khoản phí mua Kim được cho vào khoảng 55 triệu đô la Mỹ, bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa trung vệ người Hàn Quốc với Napoli. Kim đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế cuối tuần trước, ký hợp đồng đến 2028 và mặc áo số 3 khi ra mắt tại Munich ngày 18 tháng 7. Bayern là giấc mơ của mọi cầu thủ, Kim nói trong ngày ra mắt câu lạc bộ mới. Tôi thực sự mong chờ chương mới tại Munich. Đây là khởi đầu mới và tôi sẽ tiếp tục phát triển với Bayern. Mục tiêu của tôi là thi đấu nhiều trận và giành càng nhiều danh hiệu càng tốt. Trong khi đó, giám đốc điều hành Jan Christian Risen ca ngợi Kim gây ấn tượng về thể chất, tâm lý, tốc độ và đà tiến bộ vượt bậc mùa năm 2022 đến năm 2023. Trung vệ này cùng Napoli vô địch Serie A và được bầu là hậu vệ hay nhất mùa của giải đấu. Kim sinh ra ở Tongyeom năm 1996, bắt đầu sự nghiệp ở câu lạc bộ hạng 3 Hàn Quốc Komchu KSNP. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Seonbuk Hyundai Moto, Beijing Yuan, Fenerbahce rồi cập bến Napoli với giá 20 triệu đô la Mỹ hè 2022. Trung vệ Hàn Quốc gây tiếng vang khi góp 2 bàn và 2 kiến tạo qua 45 trận, giúp Napoli lần đầu vào tứ kết Champions League và vô địch Serie A sau gần 3 thập kỷ. Kim là thương vụ lớn nhất của Bayern hè này. Trước đó, họ chỉ chiêu mộ Konrad Lehmer, RB Leipzig và Rafael Guerrero, Dortmund, theo diện cầu thủ tự do. Chiều ngược lại, nhà vô địch Bundesliga đã bán Lucas Hernandez cho PSG với mức phí 50 triệu đô la Mỹ. Trước khi gia nhập Bayern, Kim nằm trong tầm ngắm của Manchester United và thậm chí được cho đã đạt được thỏa thuận cá nhân với chủ sân Old Trafford. Nhưng, Quỷ Đỏ có ngân sách hạn chế và đã ưu tiên tuyển mộ tiền vệ Mason Mount từ Chelsea với giá 69 triệu đô la Mỹ cùng thủ thành Andre Onana từ Inter Milan với khoản tiền 56 triệu đô la Mỹ. Cũng trong ngày 18 tháng 7, Manchester United thông báo ký hợp đồng ngắn hạn với Johnny Evans để trung vệ Bắc Ireland có thể tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải tại Edinburgh và San Diego. Evans đã tập luyện tại Carrington trong những tuần qua để duy trì thể lực và tìm kiếm bến đỗ mới sau khi chia tay Leicester câu lạc bộ rớt khỏi ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Theo Manchester Evening News, sau các buổi tập cùng đội U21 và đội 1, Evans đã gây ấn tượng với Erik ten Hag và ban huấn luyện Manchester United để được trao hợp đồng ngắn hạn. Huấn luyện viên Hà Lan đang cần tăng cường hàng thủ cho các trận giao hữu tiền mùa giải khi hậu vệ trái Tadeo Malacia và trung vệ trẻ Rhys Bennett vắng mặt vì chấn thương, còn Harry Maguire bị tước băng thủ quân và có tương lai không rõ ràng. Evans trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United, thi đấu cho đội một giai đoạn năm 2006 đến năm 2015, ghi 7 bàn qua 198 trận, đoạt 11 danh hiệu. Sau đó, trung vệ 35 tuổi lần lượt khoác áo West Brom và Leicester. Anh được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu và có thể ra mắt câu lạc bộ lần thứ hai trong trận giao hữu với Lyon ở Edinburgh hôm nay 19 tháng 8. Sau đó, Evans sẽ cùng đội trẻ tới San Diego, còn đội một dự các trận giao hữu ở New York. Hiện chưa rõ Evans có tiếp tục gắn bó với Manchester United sau giai đoạn tiền mùa giải hay không. Thương vụ Andre Onana đã đi đến hồi kết. Thủ thành người Cameroon sẽ có mặt tại Manchester vào 7 giờ tối nay, giờ địa phương, rạng sáng giờ Việt Nam, để ký hợp đồng với Man United. Quỷ Đỏ đã phải chi trả cho Inter Milan 55 triệu euro cho thương vụ này. Trước đối thủ yếu hơn nhiều về mọi mặt là FC Rotat Eisen, đoàn quân của huấn luyện viên Tuchel đã có chiến thắng rất đậm. Ngay trong hiệp 1, Bayern đã ghi tới 18 bàn thắng vào lưới của FC Rotat Eisen. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Hùng Sám tiếp tục bắn phá khung thành của đối thủ và ghi thêm 9 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số 27-0. Ở trận đấu này, Bayern có 13 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Trong đó, Jamo Musiala, Mathai Tel và Marcel Sabitzer là những người ghi được 5 bàn thắng, còn Serge Gnabry lập hat-trick. Rotachizen câu lạc bộ nghiệp dư và là quân xanh quen thuộc của Bayern. Năm 2018, Hùng Sám đè bẹp đối thủ này 20-2 rồi thắng tưng bừng 23-0 ở trận giao hữu một năm sau đó. Sau trận đấu này, Bayern Munich sẽ giành giai đoạn tiền mùa giải ở châu Á. Hùng Sám sẽ lần lượt đối đầu Manchester City và Liverpool đã được lên lịch tổ chức ở Nhật Bản và Singapore.